nay Sài Gòn được cái gió mát nhẹ nhàng, không có mưa mà không quá nắng, thoải mái. Đây, dạ. Là tới chỗ hình như là em nghĩ là đường này ra Bùi Viện đúng không? Đường này ra Bùi Viện. Có quán phở Hai Thiền. Dạ, là mình có thiền không chị? Chị chưa biết cái quán phở này mà nghe cái tên thôi là thấy nó thú vị rồi đó. Mà ngon là được rồi nha. Đây, phở Hai Thiền đây thôi. Nhìn là rõ ràng luôn. Ok. Có cái máy gì nè, có khi nào bánh phở không ta? Em thấy bánh phở là thường là nó là sợi sợi mà. Wow. Cái này của mình là đang làm cái gì anh? Bánh phở. Thành đỏ, tím, vàng, trắng có đủ hết luôn. Có thì đủ hết. Lần đầu tiên chị thấy luôn á. Anh ơi, em thấy ở đây là nó lỏng mà, nhưng mà sao ra đây cái nó đặc hay quá vậy? Mình phải nói đây, vô đây nó chín. À, mình phải có một cái lò đun ở ra trong. Hàng gì ở đây hơi nóng. Nhìn thôi là thấy đẹp mắt rồi, thấy là muốn ăn rồi đó. Thấy là tự nhiên và sạch lại mới thích rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, em trong nha. Dạ. Hình như đây là họ đang cuốn nha. Đúng rồi, có 7 màu. Tím, màu đen, màu xanh. Hay là chị hãy dùng quyền lực của Jennifer vào cho mình cuốn thử được không? Xin vào làm thử. Em ơi, hai chị có thể vô để thử học cuốn được không? Cảm ơn em nha. Cái này là mình đang làm món phở cuốn đúng không? Dạ đúng rồi chị. Xong đây là mình là có các loại màu nè. Màu xanh này là cái làm bằng gì em? Dạ, màu xanh này là từ hoa đậu biết ạ. Đậu biết. Màu mẹ cam là từ gốc. Gốc. Dạ. Màu đen là mẹ đen đúng không? Dạ đúng rồi. Tím là gì? Bắp cải tím. Bắp cải tím. Dạ. Ở dưới chắc là bắp cải xanh nè. Đúng không? Đúng không? Cải bẻ xanh chị. À, dạ. Rồi, chị đã sẵn sàng rồi đây. Em sẽ làm trước cho hai chị xem nha. Dạ, để rau lên rau một ít. Đây là em cuốn nem nướng trước. Tự ngăn nó ra. Thế nhìn sao cũng đơn giản quá vậy nè. Em xoắn xoắn giờ để cho nó dính hả? Dạ. Nhìn cái tay bạn ấy làm chuyên nghiệp nó khác tí, mình thử đi. Mình dành cho cá trước. Cá đi là cho hai miếng dài ra. Ba miếng. Mỗi cá đều có cách cuốn khác nhau. Còn cái phần dư ra thì mình làm sao em? Một hồi mình cắt hai cái đầu lại. Cần cuốn cho nó đẹp. Em thử trước đi, nhường em trước á. Vậy em thử cuốn chả cá, em thấy chả cá là dễ nhất á. Làm một miếng ở đây, một miếng ở đây, một miếng nhỏ thôi nha. Là vì mình đã bị đứt. À, chị bỏ rau thơm. Đâu, phải rau thơm nữa hả? Dạ, thêm rau không? Nghĩ rau vậy em nhỏ quá không? Em sợ cuốn bự quá, cái em cuốn nổi á. Ôi. Cũng được chứ bộ. Sau đó em sẽ lấy cái tay em vuốt. Xong rồi chị cuốn một lúc nữa mới bỏ cái nem nướng vô hả? Ừ, đúng rồi. Đúng là người con gái nội trời có khác. Chị chắc quá. Để xem thôi, bây giờ nem nướng. Em thấy chị tự tin dứt khoát hơn hẳn luôn á. Đấy, đấy. Cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Mình xoắn xoắn lành thành đào. Hay quá vậy. Chắc tay quá này. Đầu cái đuôi nó hơi xấu tí. Em thấy làm sao? Nhìn được không? Cũng được đấy. Bà bán được chưa? Bây giờ nhận nhân viên được chưa? Bán ra các khách có bị không bán vốn không? Mà em căng thẳng quá vậy? Em cứ nói thật lòng mình đi. Nói chung thì cũng được. Nhưng mà bán ra thì... Thì thôi hai chị ăn đi. Bán cho hai chị thì được. Rồi, cảm ơn em nha. Bé thật thà quá chị ơi. Ôi em thấy nào, cái sự cuốn tinh tế, chắc tay và đẹp như thế này. Nó phải đều tay nữa đúng không? Ý em là cái này đó. Em thấy vẫn có cái đẹp thô sơ dù là không được điểm xuyến. Đẹp mộc mạc. Dạ, đẹp mộc mạc thôi, mình tự an ủi mình vậy đi. Em vẫn muốn thử cái mà mình cuốn trước. Thật sự luôn á, em luôn tò mò không biết là cái tay mình cuốn nó có ổn hay không. Đây mình thử cái của mình nha. Làm cho nước chấm thật đều với sa tế. Mình cuốn tuy không đẹp mà nó vẫn ngon. Kỳ lạ ghê chị. Tại nó vẫn thịt đó em ạ. Xin chào người bạn nhỏ. Em hồi nãy chị cuốn xấu mà ăn vẫn được nha em. Dạ, đây là món phở xào. Wow, hai màu bánh phở luôn. Mình phải ăn nhiệt tình vào. Dạ, đây là phở trộn. À, em mời hai chị mà, bây giờ mình trộn lên đi ha. Xong mình đổ cái này vào. Và bí quyết của phở trộn đó là phải trộn. Rồi, chị thử đi. Em thấy là nó trộn đều lắm rồi đó. Tại sao mình không biết cái quán này trước ta? Ngon cực kỳ luôn á. Nó giòn rụm à. Rất là ngon nha. Và đảm bảo ăn là ghiền luôn. Ăn một lần là phải quay lại 8.000 lần. Chị ơi mình đừng quên nha, đây là phở trộn đặc biệt. Nãy giờ hai chị mình trộn nè. Cái sốt nó ngọt ngọt. Không ngờ là khi mà cắt thành sợi á, nó còn dễ cảm thụ được cái vị rau củ nhiều hơn.
Thật sự rất là ngon luôn á, nhưng mà không thể nào mà ăn hết nổi được. Thế là sẽ phải gói mang về. Có khi nào chị lại dắt em lên một quán mới nữa không? À, chị sẽ hẹn em kỳ sau nha, tại bây giờ chị no quá rồi. Lần sau mà chị có đi đâu ăn quán nào mới lạ thì chị sẽ dắt em đi. Trước khi chúng ta chia tay, chị tặng lại cho em có một món quà. Có một điều bất ngờ, đó chính là tên tên cẩm nang rất là quen thuộc, lúc nãy chị em đã thấy rồi. Cẩm nang du ký của Hoa hậu Jennifer. Cuối chương trình thì chị hay nhờ khách mời của mình viết về một vài dòng cảm xúc của mình về chương trình. Và bên cạnh đó là châm ngôn sống. Jen là người phụ nữ không chỉ tinh tế, xinh đẹp mà còn rất nhân hậu, ấm áp và thông minh. Những nơi Jen đi qua hôm nay đều đặc biệt, ngon và bổ. Châm ngôn sống, khoảnh khắc mà bạn chuyển sự kỳ vọng thành biết ơn, mọi buồn đau sẽ tan biến. Hôm nay em học được sự biết ơn vì mình được uống trà ngon ở một nơi đẹp, được đi xe máy với thần tượng chị Jennifer, và xong rồi một quán ăn mới. Yeah, có đủ màu hết. Nên em nghĩ là đây là một cái kỷ niệm đẹp trong buổi sáng hôm nay và về sau nữa. Cảm ơn chị. Cảm ơn Trinh rất nhiều. Và hy vọng rằng là sẽ còn nhiều dịp để mà gặp Trinh trên các chương trình khác nữa. Hứa nha, nhưng mà phải được đi ăn nữa. Nhiều là không làm chương trình thì chị vẫn phải kết rồi, chị vẫn dẫn em đi ăn. Ok. Dạ, em cảm ơn chị Jennifer. Và Hà Trinh xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã rất là rộng lòng để mà có thể cùng đồng hành với chương trình, đi đến rất là nhiều nơi ngày hôm nay và lắng nghe câu chuyện của Trinh. Chúc cho mọi người cũng có thật nhiều những bình an và hạnh phúc trong cuộc sống nhé. Cảm ơn quý vị đã dõi theo chương trình Du Ký Cùng Hoa Hậu với Jennifer và Hà Trinh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.